chào tất cả bạn. Mình là MC Mỹ Duyên, mình đến từ kênh truyền hình Họa Mi. Hiện tại mình đang có mặt ở quảng trường Lý Văn Lăng 2. Mình điểm đến của chúng ta hôm nay sẽ là một khu vui chơi vô cùng lớn nằm ngay trung tâm thành phố Vũng Tàu. Đó chính là YoKids. Cùng vào trong và khám phá với mình thôi. Let's go! Khu vui chơi YoKids thuộc tầng 2 của tòa nhà Jody, nằm tại vị trí trung tâm đắc địa nhất thành phố Bắc Giang, trung tâm quảng trường mùng 3 tháng 2. Chúng ta đi lên thang máy để lên tầng 2 nhé. Đây rồi, một khu vui chơi cổ tích với cổng vào khá ấn tượng. Cùng vào trong thế nào. Các bạn có thể thấy không gian ở đây khá rộng rãi, thoáng mát. Với thiết kế một sàn, ba mẹ có thể dễ dàng bao quát các bạn nhỏ khi chơi. Khu vui chơi có nhiều tổ hợp, nhà bóng, nhà cát, xếp hình, đồ tựa. Khu hướng nghiệp với trải nghiệm vô cùng thú vị. Trải nghiệm làm bác sĩ, lính cứu hỏa. Cả một khu cổ tích, các bạn tha hồ hóa thân thành những nàng công chúa và hoàng tử. Với những bạn ăn mê đồ ăn thì góc này sẽ là một sự lựa chọn khá lý tưởng. Giờ chúng ta sẽ đi lượt đồ vào bếp thôi. Bên cạnh khu vui chơi có một khu ẩm thực với nhiều món ăn nhẹ, các bạn và gia đình thoải mái lựa chọn. View ngắn thì khá là chill. Mình khám phá vòng quanh YoKids rồi, không biết vô cùng nào đi đúng không? Hãy cùng ba mẹ đến